Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Ăn Chơi Cùng Chân Lì. Thì bữa hôm nay mình sẽ đi xuống đây để coi một cái show gọi là Green Show. Bây giờ mình sẽ đi xuống đây mình quay cho các bạn coi Green Show ở Mỹ như thế nào nhé. Thì cái show này nó 9 giờ nó mới mở cửa lượt. Bữa hôm nay mình tới sớm để mình quay cái hoạt cảnh xung quanh. Có rất là nhiều người họ đem đồ tới các bạn, chẳng hạn như là súng nè hay là đạn nè. Tại vì đây là hội triển lãm súng mà. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn coi xung quanh trước nhé. Thì mấy cái xe của mấy cái anh này là xe để chở súng nè, họ tới trước. Mấy cái xe này họ tới trước để họ sắp xếp. Ở ngoài đó có cảnh sát bảo vệ các bạn. Rồi nhân viên thì họ tới, tại vì một tiếng mấy nữa cái show này nó mới trình diễn được. Bây giờ mình chưa có vô được. Ok, bây giờ mình sẽ vòng vòng. Ok các bạn ơi, thì trên cửa nó ghi là không được cầm theo súng vô đây. Ok, mà chính giờ mở cửa. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng đây, tại vì một tiếng mấy mở cửa, giờ mình đi vòng vòng. Wow, thì lát nữa mình sẽ chỏng mình quay cho các bạn coi nhé. Thì nhân viên họ đem xe trong mấy trong này súng không bạn, mấy cái này là lát nữa người ta đem vô ta biểu diễn nè, súng không đó các bạn nha. Các bạn mà lấy chiếc xe này và các bạn chạy đi ra. Trong đây là, trời ơi, trong đây là nhiều hạng nặng không đó các bạn. Đó, bây giờ nhân viên là họ chuẩn bị đồ hết rồi. Thì nhân viên họ sẽ đi cửa sau này để vô, để sắp xếp. Còn khách thì mình mua vé, mình đi gục trước. Cái chỗ này là, cái mấy cái cửa là không phận sự thì miễn vào. Bây giờ bữa nay lạnh đó các bạn. Đó, người ta đang lấy hàng xuống. Ok các bạn ơi, bây giờ họ mở cửa rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô mình coi triển lãm súng ở Mỹ nha các bạn. Bữa nay mình sẽ coi các bạn coi tất cả súng này là súng thiệt chứ không phải súng giả nữa các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu coi từ cái hẹn của anh này đi các bạn nha. Wow, cái anh này anh bài súng gì ra nè. Trời ơi, cây này đẹp quá các bạn ơi, nó bóng loáng à. Trời ơi, bóng loáng luôn các bạn ơi. Cây này chắc là cây shotgun. Nó có đủ ống hết. Quá trời ống luôn. Còn cây này nữa. Mấy cây này chắc cả cộng cả ngàn đô la một cây. Đây là chủ của cái bàn này. Thì mỗi một người họ sẽ đem những cái bàn tới để và họ triển lãm. Đó. Hình như là họ cũng có bán nữa các bạn. Wow, cái cây này là 300 đô các bạn. Mấy cây này là súng săn đồ đó. 300 đô một cây. Các bạn nhìn nè, nó đẹp ghê không? Cây này là 2.000 đô một cây. Wow, mắc quá các bạn. Súng cổ nè. Cây này là cây súng cổ. Ok, bây giờ mình sẽ đi thẳng vô trong để mình coi đi các bạn ơi. Wow, 850 một cây súng cổ. Mấy cây súng này là mấy cây súng roulette. Bởi đi để mình coi cây nào để rẻ mình mua chơi coi. 900 đồng một cây, mấy súng cao bồi. 500 đồng một cây. Wow, mắc quá vậy. 250 một cây. Ô, cây súng cổ nè. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi vô đây để mình coi triển lãm súng ở bên Mỹ nó như thế nào các bạn nhé. Thì bữa hôm nay thì mình sẽ đi vòng vòng để mình coi đi. Đây mình cho bạn coi nhé.